Họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng với 13 pha lập công. Và như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Singapore trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay phải màn hình của quý vị. Đội tuyển Indonesia trong bộ trang phục màu trắng sẽ thi đấu ở phần sân phía bên tay trái màn hình của quý vị. Suleiman đá phạt. Cơ hội. Bóng luẩn quẩn trong khu vực cấm địa. Và trọng tài xác định rằng không có tình huống đá phạt góc dành cho đội tuyển Singapore. Tình huống chạm bóng cuối cùng dường như thuộc về đội tuyển chủ nhà. Đó là pha chạm bóng của cầu thủ mang áo số 17 Ifan Fandi, trung vệ của đội tuyển Singapore, người anh trai của Ihsan Fandi. Đã có những thoáng giật mình của thủ môn bên phía đội tuyển Singapore, Hassan Suni. Quả treo bóng tương đối khó chịu. Đã có những sự thiếu ăn ý trong tình huống phối hợp giữa Hassan Suni. Nazari. Song Uyang. Cơ hội. Bật gôn. Không vào. Tình huống dứt điểm nguy hiểm của Ihsan Fandi. Cơ hội thuận lợi đầu tiên đến với đội tuyển quốc gia Singapore trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là pha bóng mà Song Uyang đã băng xuống rất hay ở bên cánh phải. Thủ thành Nadeo Winata của đội tuyển Indonesia đã bắt bài tình huống đưa bóng vào của Song Uyang. Và sau đó cơ hội đến với Ihsan Fandi. Pratama. Vẫn là Pratama. Cơ hội. Cú đá rất nguy hiểm của đội tuyển Indonesia. Một tình huống ra chân rất nhanh là của Witan Sulaiman. Đường truyền là của Asnawi Baha. Witan đã có những tình huống xoay sở tốt ở trong khu vực cấm địa của đội tuyển Singapore và tung ra cú đá bằng chân trái. Loại bỏ được Haris Harun trước khi tung ra một cú dứt điểm. Pha treo bóng vào và tình huống đánh đầu rất nguy hiểm của các cầu thủ Singapore. Đó là pha đánh đầu của Baharudin. Một tình huống đánh đầu treo bóng về góc xa khung thành của thủ môn Winata. Chúng ta đang được xem lại tình huống này. Số 21 của Singapore Baharudin đã có rất nhiều khoảng trống và thời gian để thực hiện một cú đánh đầu rất có ý đồ. Không hiểu sao những cầu thủ phòng ngự của Indonesia lại có thể bỏ quên được Baharudin trong pha bóng này. Nhưng sau đó lại là một đường truyền chân trái thiếu chính xác của Haris Harun. Vẫn đang là đội tuyển Indonesia, Asnawi Baha. Rất hay. Cơ hội cho đội tuyển Indonesia, một đường căng ngang dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã được mở. Bàn thắng thuộc về Witan Sulaiman. Cuối cùng thì Witan Sulaiman đã có được bàn thắng tiếp theo tại AFF Suzuki Cup 2020. Và đến từ một pha phản công đầy lợi hại của đội tuyển Indonesia. Niềm vui rất lớn dành cho cầu thủ mới 20 tuổi và đang có kỳ AFF Suzuki Cup đầu tiên. Pha lên bóng đầy lợi hại bên cánh phải của đội tuyển Indonesia xuất phát từ đội trưởng Asnawi Baha. Asnawi cùng với Witan đã phối hợp 1-2 với nhau và mang về bàn thắng cực kỳ đẹp mắt dành cho đội tuyển Indonesia. Những tình huống chuyển bóng và di chuyển của đội trưởng Asnawi Baha là cực kỳ hợp lý và đường căng ngang ra cũng là rất vừa tầm để đồng đội của mình. Witan Sulaiman dứt điểm treo góc tung lưới thủ môn Hassan Suni. Cầu thủ Indonesia áp sát rất khó chịu. Bóng thuộc về Indonesia. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Cơ hội không vào. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Indonesia trong tình huống này. Những tình huống pressing đang mang về cơ hội phản công và những cơ hội dứt điểm thuận lợi dành cho đội tuyển Indonesia. Có tới 3 cầu thủ của Indonesia áp sát
với hàng phòng ngự của Singapore trong pha bóng này. Cơ hội một lần nữa được trao cho Huitan Sulaiman. Một tình huống mắc lỗi của Arifin. Pha tranh chấp là của Irianto. Và ngay lập tức thì anh chuyền bóng cho Huitan Sulaiman có thể dứt điểm ở cự ly gần. Ngày hôm nay thì những tình huống tranh chấp của Ihsan Fandi. Goal! Bóng đã đi cắt ngang khung thành của đội tuyển Indonesia. Faris Ramli đã không thể có tình huống băng vào. Nỗ lực cá nhân rất đáng khen ngợi của Ihsan Fandi trong tình huống này. Bây giờ thì chúng ta mới thấy được sự xuất hiện của Ihsan Fandi sau một quãng thời gian mà anh im hơi lặng tiếng trước hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Một pha bóng mà cầu thủ phòng ngự của Indonesia đã hơi chủ quan trước tình huống áp sát của Ihsan Fandi. Cầu thủ 3 của đội tuyển Singapore. Một tình huống đánh đầu tương đối nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này, đó là Ihsan Fandi. Thủ môn Nadio Winata có lẽ cũng đã có một tình huống chọn điểm rơi không chính xác. Với một pha băng ra không thực sự hợp lý. Ramli. Khá hay, Faris Ramli. Khá nhiều khoảng trống, cú đá hay. Một tình huống dứt điểm hơi vội vàng của Faris Ramli. Và hãy nhìn cảm giác tiếc nuối này của huấn luyện viên Yoshida để hiểu tại sao ông tiếc nuối dành cho các học trò của mình với một pha phối hợp rất hay như thế này. Có rất nhiều lựa chọn dành cho Ramli trong pha bóng này. Thế nhưng số 10 của Singapore đã quyết định thực hiện một cú đá từ xa. Irianto. Bóng thuộc về đội tuyển Singapore. Ramli, Faris Ramli, cơ hội, không vào. Thật đáng tiếc dành cho đội tuyển Singapore. Đây có lẽ là thời cơ thuận lợi nhất dành cho đội tuyển Singapore trong trận đấu ngày hôm nay. Suýt chút nữa thì sai lầm của Ekan Bagot đã bị đối thủ trừng phạt. Ramli đã làm quá tốt trong tình huống nhận bóng. Một pha ngoặt bóng đủ khó, đủ khôn ngoan để vượt qua sự truy cản của trung vệ đối phương. Cầu thủ này đã ghi bàn bằng chân trái ở trong hiệp 1. Thường có một pha xử lý bằng chân phải rất hiệu quả. Ramli, cơ hội cho Ihsan Fandi, rồi vào. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với Ihsan Fandi. 1-0 dành cho đội tuyển Singapore. Cái tên mà các cổ động viên của đội tuyển Singapore chờ đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đã tỏa sáng. Sau trận đấu đầu tiên bùng nổ với một cú đúp, thì đến ngày hôm nay Ihsan Fandi mới ghi bàn trở lại cho đội tuyển quốc gia Singapore. Ihsan Fandi hoàn toàn không rơi vào thế việt vị. Anh có một pha phát thoát xuống rất khôn ngoan. Trung vệ của Indonesia rõ ràng đã tỏ ra lơi lỏng trong tình huống này khi không đeo kèm số 9 của Singapore. Cũng phải dành những lời khen ngợi cho Faris Ramli với pha đi bóng đầy quyết tâm của mình. Niềm vui của các cầu thủ Singapore với bàn thắng san bằng tỷ số 1-0. Đó là một quyết định chính xác của trọng tài chính trận đấu này. Nhưng vẫn còn cơ hội cho đội tuyển Singapore. Đánh đầu! Bóng ra chặn cột dọc khung thành của Indonesia. Những diễn biến trên sân vận động quốc gia Singapore đã thay đổi rất nhanh. Các cổ động viên Singapore đã phải ôm đầu tiếc nuối sau tình huống đánh đầu này. Đó là tình huống đánh đầu của Safwan Baharudin. Bây giờ thì Baharudin mới lên tiếng trong những tình huống lên tham gia tấn công của mình. Phản công dành cho Indonesia. Evan Dimas. Cánh phải đang rất trống trải. Đường chuyền cho Huitan, không có lỗi việt vị. Một cầu thủ Indonesia đã ngã nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Vẫn đang là các cầu thủ Indonesia. Ricky đã có va chạm. Trọng tài cũng đã cắt còi và đó là một quả đá phạt dành cho đội tuyển Indonesia.
không phải là một tình huống penalty dành cho các vị khách. Đó là một tình huống mà dường như pha va chạm diễn ra trong vòng cấm địa. Đó là cú đá thẳng của Evan Dimas nhưng không thể vượt qua được hàng rào của các cầu thủ Singapore. Sóng gió sẽ chưa qua đi khi mà Indonesia được hưởng một quả ném biên. Ngày mai thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trận bán kết lượt đi. Đó là một cú dứt điểm nguy hiểm của đội tuyển Singapore. Một cú đá đầy bất ngờ của Recha. Recha là cầu thủ mới được tung vào sân và rất nhanh anh đã cho thấy dấu ấn của mình với một pha dứt điểm từ xa rất uy lực. Thủ môn Nadio Quinata đã phải bay người để đẩy bóng trong tình huống này. Những giây phút tương đối hồi hộp với tình huống phạt góc này khi có sự xuất hiện của Bagot trong vòng cấm. Và cùng với đó là Ivan Fandi. Ai sẽ là người chiến thắng? Như vậy là tiếng còi kết thúc trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Singapore đã vang lên. Trong hiệp 2 thì Ivan Fandi đã lên tiếng với một bàn thắng rất quan trọng để giúp cho đội tuyển Singapore có được bàn gỡ hòa 1-1 và đưa kết quả của trận bán kết trở về thế cân bằng. Mọi thứ sẽ còn chờ đợi cả hai đội ở trong trận bán kết lượt về.